Carofi, chuyên gia lọc nước thông minh, hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Anh phóng viên chứ không phải ông cụ làm chúng tôi ngạc nhiên. Anh cứ đi một vòng sân khoác vai bá cổ bất cứ ai để phỏng vấn như thế trong thời buổi Covid này thì... Các trận đấu diễn ra trong thời điểm này cũng là một cách chứng tỏ chúng ta tin vào tương lai bệnh dịch sẽ sớm chấm dứt. Các giải vô địch ở châu Âu chẳng ở đâu muốn dừng cả, phần vì sức ép tài chính, phần vì lo ngại sẽ không thể kết thúc kịp khi mà vòng chung kết Euro đang tới gần. Báo Anh khi viết về chủ đề này có dùng một từ là play to a conclusion, chơi cho xong. Giải vô địch Italia thậm chí tính đến chuyện dừng lại luôn để trao cúp vô địch cho Juventus hoặc là đá một loạt playoff để phân định thứ hạng. Nhưng như thế là mọi người cũng rất tin vào tương lai đấy, vì ai dám chắc là Euro 2020 có thể diễn ra như dự kiến. Những thông tin mới nhất cho thấy rằng UEFA đang muốn rời giải đấu này tới năm 2021. Lần này, giải đấu tổ chức tại một loạt các quốc gia châu Âu, nếu đúng vào năm 2020, thì nước nào hầu như cũng đang chống dịch và trận khai mạc có thể diễn ra ngay ở chính thủ đô Roma của Italia. V-League của chúng ta kém may mắn hơn vì giải đấu mới chỉ bắt đầu. Và nhiều nhà tổ chức chắc cũng nghĩ đến việc làm sao cân đối lịch để không ảnh hưởng đến các sự kiện quan trọng của đội tuyển quốc gia dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nếu tình hình dịch ổn định. Các cầu thủ vào sân với khẩu trang kín mít và việc đầu tiên trước khi khởi động đó là đo thân nhiệt. Nhiều người tự hỏi rằng liệu một cầu thủ đang bị sốt, anh ta có được vào sân hay không? Câu trả lời là có, nhưng trước tiên anh ta phải hạ nhiệt cái đã. Tiền vệ Trần Văn Bỉu của câu lạc bộ Sài Gòn trước khi bước vào sân Thống Nhất chuẩn bị đá trận mở màn cho chỉ số thân nhiệt là 38 độ C. Dù không thực sự có dấu hiệu cảm sốt, đội ngũ y tế sau đó vẫn yêu cầu anh phải tích cực uống nước và thư giãn để giảm nhiệt. Sau lần đo thứ 3, nhiệt độ giảm còn 36 độ 9, Văn Bỉu mới được vào sân. Tất cả các trận đấu đều mở màn với một nghi thức chào nhau của hai đội, nhưng với phong cách của thời Covid và việc phải đối diện với nhau mà không có những cái bắt tay khiến cho tình thế giống như một trận quyền Anh hơn là bóng đá. Sự cẩn trọng đó cũng chẳng cản được việc trong 90 phút thi đấu sau đó, cầu thủ hai bên vẫn cố gắng tiếp xúc với nhau mọi cách có thể. La hét, tranh cãi với nhau và tất nhiên ôm nhau ăn mừng khi có bàn thắng. Thời của Covid, sân bóng không có khán giả, người xem bóng đá qua truyền hình mất đi chút cảm xúc vì thiếu âm thanh sôi động. Nhưng bù lại, thưởng thức một thứ bóng đá mang chuyên môn sâu với chỉ đạo chiến thuật chi tiết của huấn luyện viên hai đội. Rẻ, Oban, mở ra đơn giản. Uy quyết tách ra một người. Nối lại. Tí cái khe đằng sau, Oman. Quân, Oman. Đây, đây. Chú ơi, đây đây. Với điều kiện có tiếng cổ vũ từ trên khán đài, cầu thủ sẽ không cần phải nghe quá nhiều chỉ đạo từ ban huấn luyện. Đằng này, ngược lại, nhiều người xem ra không chịu nổi với việc liên tục bị nhắc nhở phải đá như thế nào. Encia vừa được rút ra ngoài. Carofi, chuyên gia lọc nước thông minh, hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.